Ok, và bây giờ chúng ta đến với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024, tập 12 công diễn năm quá khốc liệt, Duy Khánh Bưu Trần xuất thần. Đó là anh tài Hà Lê và anh tài Kiên Ứng, chính là một sự ghi nhận vô cùng lớn lao của các anh tài. Yeah, yeah. Dành cho những nỗ lực, cho những tài năng, cho những cống hiến của các anh trong thời gian gắn bó vừa qua. Và em nghĩ là nhà có thêm người thì thêm vui, gia tộc của chúng ta thực sự là đã vui rất bất thình lình. Và tinh hoa đã thêm đậm đà nhờ có Kiên Ứng, mà thiếu nhi thêm tươi trẻ nhờ có Hà Lê. Mấy cái câu này giống như là đám cưới á. Gia đình chúng ta thêm vui khi nhà trai có thêm dâu thảo, nhà gái có thêm dễ hiền. Em xin phép được công bố quy tắc dành cho những anh tài hồi sinh. Là chỉ được tham gia một tiết mục. Anh tài hồi sinh chỉ được phép đứng xem. À Lê đứng lên, ơ vậy mà em về làm gì? Em toát mồ hôi rồi kìa. Trong công diễn 5 lần này, anh tài hồi sinh sẽ chỉ được tham gia một trong tổng số 3 tiết mục của nhà mình. Okay, mày biết rồi. Và nếu như trong vòng thi đấu có sự tham gia của anh tài hồi sinh giành chiến thắng, thì anh tài hồi sinh sẽ chính thức trở thành thành viên của nhà đó. Tức là tức là đây chưa phải là đội hình chính thức, tức là anh tài hồi sinh thì chỉ gọi là tạm thôi. Anh tài hồi sinh sẽ chính thức trở thành viên của nhà đó. Còn nếu không? Còn nếu không, vòng thi đấu có sự tham gia của anh tài hồi sinh không giành chiến thắng, thì số điểm yêu thích cá nhân của anh tài hồi sinh sẽ bị ngay lập tức giảm đi 20%. Áp lực hơn cho anh đó. Dễ bị loại. Sẽ tìm cách. Ném một cái bao cho những người đam mê như Kiên được đứng lên sân khấu biểu diễn, sau đó lại hạn chế mình không được biểu diễn nhiều hơn. Bởi vì khi nghe danh sách của những cái bài hát trong vòng thi lần này, bài nào cũng hay, bài nào cũng mong muốn được đứng lên sân khấu và được cùng cháy với cả các anh em. Bây giờ em xin phép được thông báo quy tắc bài binh bố trận. Đây là công diễn mà ở đó hai nhà của chúng ta sẽ thi đấu đối kháng. Vì vậy việc bài binh bố trận vô cùng quan trọng. Vậy quy tắc thi hát mà giờ tưởng đâu quýnh lộn không đó kìa. Bài binh bố trận, dù mà giờ đưa ai bự con ra thi trước hay gì. Bài binh bố trận như sau. Này là không phải là Khánh Vy tự nghĩ ra đâu các bạn, này là từ bên format gốc các bạn. Format gốc nó cũng dùng một cái câu gì đó, không phải là gọi là bài binh bố trận, nhưng mà cái ý nghĩa cũng xem vậy á. Hai nhà sẽ di chuyển tới phòng riêng của hai nhà. Các anh sẽ có 90 phút để sắp xếp tên các thành viên vào từng bài hát, làm như thế nào để phân bổ thành viên một cách hiệu quả nhất và tạo ra được lợi thế, ưu thế cho nhà của mình. Sẽ có một lưu ý, không nhất thiết ai cũng phải hát. Các anh hãy làm những gì mà các anh cảm thấy tự tin nhất. Ok em. Trong 90 phút đó, khi mà các nhà ở tại phòng riêng của mình để bài binh bố trận thi, các anh sẽ có một đặc quyền mà ban tổ chức cho, đó chính là đột nhập vào nhà đối thủ. Tuy nhiên, mỗi một lần đột nhập này thì chỉ có một người duy nhất được đột nhập mà thôi. Và mỗi một lần đột nhập thì sẽ chỉ kéo dài 3 phút. Và mỗi một nhà sẽ có tổng cộng là 2 lần đột nhập vào nhà đối thủ. Đối với tôi nha, thì cái chuyện đột nhập này nó không có ý nghĩa cho lắm. Tại vì vô biết rồi làm được gì. Ví dụ giờ đội tôi, ví dụ giờ tôi qua cái tôi biết đội này hát đưa anh Bằng Kiều ra, thì làm được gì, kiếm được ai hát hơi hay anh Bằng Kiều không, đúng không? Rồi xong, ví dụ như đưa giờ tôi biết đội kia sẽ đưa gì Strong rồi Cường 7 rồi Cây rồi Subin ra nhảy, rồi tôi biết vậy tôi làm được gì,
đúng không, giờ biết là làm gì. Mà thật ra cái đó nó cũng không có, cũng không phải khó đoán các bạn, nó quá dễ đoán mà. Tới cái tập này á, tới cái tập này là mọi người đã quá hiểu nhau rồi. Tới cặp tập này là hết, hết cái gì bí mật nữa rồi. Chúng tôi rất là sợ Bim Bim Trần. Chúng tôi rất là sợ Bim Bim Trần. Anh em mình sang sang hỏi thăm nhau là chính thôi. Qua hỏi làm sức khỏe thôi, làm gì cả. Không có hỏi thăm. Sau 90 phút, mỗi một nhà sẽ cử thủ lĩnh và đại diện tiến vào phòng hội nghị để công bố kết quả bài binh bố trận của nhà mình và lựa chọn thứ tự biểu diễn. Mỗi nhà được thăm dò 2 lần, mỗi lần tối đa 3 phút, qua giỡn hết 10 phút đi về. Chốt. Ơi. Chờ mọc. Các bài đừng làm, với lại mỗi bài sẽ có một hoặc hai người leader cho cái bài đấy. Em nghĩ là sẽ có 3 đến 4 người chịu trách nhiệm chính của một bài. Đúng rồi. Mọi đấy. Người phải lead cái team. Còn lại thì mọi người sẽ sẵn sàng backup. Cường Cường cho phép anh là đội trưởng đội ca của vâng. Bài vocal đấy nhá. Vâng, vâng. Thì cái đầu tiên này, bây giờ mình phối theo phong cách nào ạ? Anh có hai option là một rock symphony, hai là tối giản. 12 người mình có thể vẫn nhận ra 13 bài, mình chỉ chọn ra những nhân tố chính hát, còn anh em khác phụ. Đúng, tôi thấy mình chủ yếu biểu dương lực lượng của mình ngay cái bài đầu tiên thôi. Cả anh thì anh nghĩ là cả ba tiết mục, tất cả chúng ta đều cùng tham gia cả ba tiết mục. Ông không hát thì ông làm cái khác. Có nghĩa bây giờ hiện tại do mình không biết, không có concept nên mình rất rồi. Khó đặt người và rất là dễ sai. Cho nên mình viết nhiều nhất vô. Cái đội này là đội nhức đầu nhất nữa các bạn. Bởi vì cái đội này quá nhiều đội trưởng. Cái đội này cũng quá nhiều đội trưởng luôn. Cho nên là mỗi người sẽ có chính kiến của mình. Và sau đó mình sẽ chọn là mình biết ra người chính sau. Hey. Nếu chúng ta bàn mà không kịp giờ thì chúng ta mỗi tiết mục đều ghi hết 12 người vô. Dạ. Còn Kiên ứng sẽ quyết định Kiên ứng sẽ tham gia vào cái tiết mục nào. Thế nào thôi. Đó. Mà anh tin chắc là bên kia nó cũng dễ như thế luôn. Dạ. Yeah. Không nên, tại vì cái thời gian ấy để cho mọi người tập trung, mọi người chia, em phải chạy theo đường dây. Em nghĩ là cá nhân của em nghĩ là không nên. Em nghĩ một người chỉ nên mất xương 2 bài thôi. Hơi mít lòng của các anh một chút. Bởi vì các anh lớn là mọi người muốn tham gia cả 3 bài luôn. Tham gia bài nào cũng được, anh là cây đèn cũng được, anh là một cái đạo cụ gì cũng được. Nhưng mà bản thân mình đâu muốn như vậy. Khi mà một người nghệ sĩ tham gia một cái bài, họ có điểm nhấn, có sự xuất hiện của họ nó có ý nghĩa. Đây sẽ là một cái công diễn, có thể là công diễn cuối cùng của một trong 13 người. Thì đây sẽ là một cái kỷ niệm thật đẹp. Sẽ là một cái công diễn mà chưa bao giờ những cái công diễn trước đây mình tốt được. Mà thấy hoạt động nhóm á, nó mệt không? Không có ai đúng, không có ai sai, chỉ là quan điểm cá nhân. Mấy anh lớn á, không phải riêng mấy anh lớn nữa, nói chung là sẽ có người muốn tất cả ào lên sân khấu. Nhưng mà bạn biết á, trong một bài hát 4 phút á mà chỉ cần 5 người thôi, là một người chỉ hát được có 2-3 câu thôi. 2 câu à, chừng 2 câu là hết cỡ. 2 câu là 4x8 á. Đó. Đúng không? Bây giờ 12 người thì là mỗi người hát được có một câu rồi, hết là chỉ được có 1x8 là nửa câu rồi. Bạn có thấy SED không? Đó, người hát có xíu rồi. Vô mà Yuna là rồi xong hết đi vô, từ đầu cuối tìm Yuna lỏ con mắt không thấy Yuna. Hiểu không? Cho nên đó là sẽ có, tức là sẽ có cái người là muốn là vui. Nhưng mà sẽ có một số người, người ta muốn đây là một tiết mục nó phải tròn trịa cho tất cả mọi người. Không có đúng, không có sai. Không có đúng, không có sai. Cho nên là hoạt động nhóm nhức đầu lắm. Bạn nhất là đội trưởng á. Trời ơi, dễ cãi lộn lắm. Bởi tôi nói hả, một nhóm á mà cỡ 5 người đổ lợi là đẹp. Nhóm mà đông quá nhức đầu ơi, nhức đầu. Mình có được cái cảm xúc đó, mình tới đây để vượt trong gai. Cho nên là mình sẽ chơi theo cái kiểu là mình tìm kiếm trong gai để mà mình vượt. Giải được cái bài toán này thì quá là tuyệt vời. Anh em mình đã thống nhất là như vậy, chơi hết với nhau thì anh em mình rất cần thời gian để tập.
chắc chắn là em xin phép với anh là mình sẽ có cái kỷ luật trong gia đình của mình. Đồng ý. Để mình có thể làm tốt được. Đúng rồi. Cho dù anh đi xuất hiện một giây, anh đi trên sân khấu, nó cũng phải tập. Nói là cái tinh thần thôi, chứ còn nếu mà xuất hiện một giây thì tập cái gì? Cái tới ngày chạy chương trình, bảo ok chạy chơi, ra xong hết. Đâu có gì đâu mà phải khó khăn. Bây giờ thật sự là mỗi người sẽ có một cái ý kiến riêng. Cho nên là tớ nghĩ như thế này, nếu như ai muốn xuất hiện ở tiết mục nào thì mình biểu quyết là mình giơ tay lên đó. Còn nếu như không muốn xuất hiện trong tiết mục đó thì coi như là được loại thẳng ra luôn. Nên như thế. Chúng tôi vẫn muốn làm việc theo cái cảm quan của từng người và sở thích của từng người, không muốn ép buộc ai phải làm những điều mà mình không thích. Pick xong nhà rồi thì mình cũng mới giật mình là nhà mình cũng toàn là thủ lĩnh. Mình biết họ có một cái cá tính rất là mạnh, nên là làm sao mà để dung hòa được cho tất cả mọi người, ai cũng có đất để tỏa sáng, thì đấy là một cái bài toán nó rất là bữa khó. Subin nói lâu rồi, lúc mà lên quay chung kết, Subin nói là trong cả một chương trình này Subin không được làm một thứ, bạn biết làm gì không? Đố bạn, trong cả chương trình này Subin không được làm một thứ. Có một thứ Subin không được làm. Đó là Subin không được người ta mời gọi. Đó là từ đầu giờ Subin luôn làm trong cái tình trạng là, đúng rồi, không được chiêu mộ, không được chiêu mộ á. Đó là Subin luôn trong tình trạng là đi chọn người ta thôi. Subin được chọn người ta, đúng rồi, Subin được chọn người ta mà giọng đầu là Subin. Subin đi chọn chọn anh Tử Long đó, đi mời, gọi anh Tử Long đó, mời Cường rồi đó, nhưng mà Subin không được là người để người ta chọn á, không được chiêu mộ á. Tức là Subin nói á là em muốn được thử một lần cảm giác mà tới đây mời gọi tôi đi nhưng mà không, chưa bao giờ được luôn á. Em nghĩ đã đến cung này rồi, có thể là mình đã thử nhiều thứ, mình khá là tự hào với nó. Thì em nghĩ đến cung này mỗi người nên về lại với cái tinh túy nhất của mình. Yes. Mặc dù em đã rap rất nhiều rồi, nhưng mà cung này nếu được có một phần nào đó của em thì em cũng sẽ xin để rap, tại vì đó là nơi em biết chính xác em đang làm gì và em có thể offer những điều tốt nhất. Đặt. Đúng rồi, tại vì có lẽ là tới cái cung này á, là tính ra là 6 bài hát rồi các bạn. Đã trải qua 6 lần đứng sân khấu rồi thì những cái thứ gì liều lĩnh nhất không phải là của mình, nhưng mình đã thử hết rồi thì mình sẽ làm cái gì đó thuộc về bản thân mình. Cũng đúng. Mình đi vào một cái verb rap nào đó ở trong bài hát, điều đó chắc chắn mình làm được. Tại vì bản thân mình không cho phép để mình làm một đoạn rap tệ. Mình có thể nhảy tệ, không sao. Nhưng mà rap tệ thì mình không cho phép nó xảy ra. Cá nhân Lizzy muốn mình không phải là người chiến thắng, nhưng mà mình muốn người chiến thắng phải có mình mới chiến thắng. Em xin, em sẽ mở bát. Okay. Em là cái người mở bát, tại vì em rất là tin cái vía mở bát giọng của mình. Yes, yes. Em là xin hơn do đồ ăn tới nhà mình. Đó. Nhiều chuyện. Không biết là nhà mình có ăn uống hay này kia không? Đồ ăn tới rồi. Ăn đi, em bánh cho ăn cho đó. Thôi. Ai ở đây chẳng ai giờ ai dạy dạ mọi người khoan, cái này là cái tôi không mà lúc mọi người có cần ăn thêm gì không ạ? Đó, cái nết đó, các bạn thấy cái nết của dì Lệ chưa, đâu có hiền lành gì đâu. Chưa có cái gì trên bảng đấy ạ? Thầy lấy giấy sắt của em, em đau đầu quá. Thầy lấy giấy sắt của em đi.
bắt nhốt. Con này tiểu phẩm quá. Nhưng mà anh nhìn, nhìn vào đây. Nhìn vào mặt anh này. Nội dung ở đây. Nội dung ở đây là nội dung. Các bạn thấy không, đó là cái phần mà đi thăm dò nó chỉ là tiểu phẩm thôi. Thật ra là bây giờ có cho biết thì cũng chả làm gì được nhau hết. Đó, chỉ là để anh em vui vui vui. Chứ thật ra đối với tôi là chuyện thăm dò này nó cũng bình thường. Giống như cái dòng mà đầu tiên á, dòng đầu tiên lúc mà chưa biết gì á, tôi cũng tò mò đi qua coi anh Tài, anh gì ta, nhóm của cây với Subin là gì, anh Tài rực lửa hả, hay là cái gì, anh Tài gì đó. Đi qua coi biết lúc đó là có hả, còn mấy tiếng hồ nữa, còn đêm sau là lên diễn rồi. Biết thì cũng làm gì đâu. Nhìn sâu vào trong mắt này. Nhìn đây, thảo tính cho ta xem luôn, nhìn sâu vào mắt luôn. Nhìn đó vào. Thế à, có chuyện với anh rồi đây. Ủa sao nhiều quá vậy? Tôi tưởng chỉ mỗi bên chỉ được một người thôi chứ. Sao được ba liên tục vậy? Hai mẹ con này thâm độc quá. Không, em qua em hỏi thăm sức khỏe anh em ơi. Không, anh em vẫn khỏe. À, vậy vậy thì em có quà tặng với anh em mà. Ăn kẹo đấy Thảo. Rồi đi về đi. Bây giờ tất cả mọi người im lặng, nó nói gì kệ nó nha. Ok. Chung gần gần mà nào ấy. Bỏ gần mà chung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anh em ơi, anh em đòi lại công bằng cho em. Hồi nãy em qua nhà kia. Kéo nó vô. Cho nó vô luôn. Thấy được chuyện rồi. Bọn em đừng bao giờ làm như thế, bởi vì là Nam sang đêm của mình. Chúng ta nhà mình là Văn Minh. Và anh lớn, em vui ngủi. Em xúc lắm. Thôi Nam, thôi anh ơi. Em bé nhỏ. Thôi rồi. Hồi sau biết Bây giờ là xong rồi. Về bên anh. Em 3 phút rồi cho nó về anh ơi. Không anh, đừng có cho nó về. Anh đẹp. Nó muốn vô này nó cho nó luôn. Anh đẹp. Tiểu phẩm quá, tôi qua nha. Chào mừng hai nhà đã quay trở về màu phiền. Ủa, khoan, coi chừng sợ spoil nha. À, cái này có tập này là có 4 tiếng một thôi đúng không? Đó, chưa có mấy bài sáng tác mới đúng không? Tôi qua phần này nha bạn, tôi vô tiếng một coi nha. Trời ơi, thấy nhìn là biết quảng cáo liền. Ủa gì vậy? Quảng cáo nhiều quá. Ok, vô tiết mục đây. Anh tự tin anh vẫn luôn ngầu đét. Về một anh là chuyện không hồi kết. Một cái thiếu nhi nét nề nét. Để giữ nét. Giữ nét. Yes. Cái câu đó hồi nói ra mất câu spoil lắm. Cái câu đó nó nằm trong một bài hát á các bạn. Yeah. Nhà thiếu nhi chúng tôi, những thanh niên mới lớn, và chúng tôi chẳng có gì khác là anh em. Và cặp đầu tiên của nhà tinh hoa đó là bộ đôi quái vật anh Bằng Kiều và anh Phan Anh Tô. Ủa sao các bạn biết bài nét luôn vậy? Hay vậy? Trời ơi, vậy là bị spoil rồi. Tôi tưởng là bài này chưa có trong dòng này. Và đến với nhà thiếu nhi, chúng tôi có hai chiến binh perform, Duy Khánh và Tăng Vũ. Chiến binh perform của nhà thiếu nhi, nghe chiến binh của nhà tinh hoa, tắt điện luôn.
chiến binh của phố nhà tinh hoa là Trọng Hiếu và ST Sơn Thanh. Và nhà thiếu nhi chúng tôi có những nốt cao giác vàng, Thanh Duy, Quốc Thiên và Hoàng Hiên. Yeah. Vừa nốt cao và gấp 3 vi rùa, Su Vi Hoàng Sơn, Cây Trần và Kiên Ưng. Chúng tôi còn có Nam Thần Nóng Bỏng, Thiên Minh và Liên Bình Phá. Đẹp quá, cái intro giới thiệu này đẹp quá. Ngầu vãi. Chúng tôi có những người là bậc thầy về concept BB Trần, Trương Thế Vinh và Rút Phạm. Và bây giờ chúng tôi sẽ đến bậc thầy về âm thanh. Thiện âm thanh Binzy. Bùi Công Nam. Dramastic. Còn chúng tôi có những bậc thầy về nghệ thuật, bậc thầy về content, Tuấn Hưng và Tư Long. Ông Hoàng Tiểu Phẩm. Còn chúng tôi còn gì đấy? Chúng tôi còn hai con ác chủ bài, Lý Ân, Hà Lê và Tiến Lương. Đẹp quá. Được, coi tiếp một coi. Dưới trong vai thành cơ hội, người đàn ông trưởng thành mạnh mẽ tiến lên. Xin chào mừng tất cả các bạn đang đến với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024, rồi Year One nắm bản quyền và sản xuất. Chương trình được phát sóng vào tối thứ bảy hàng tuần lúc 20 giờ trên kênh VTV3 và 20 giờ 30 trên kênh YouTube Year One. Bên này Cường Seven. Một con tiếng một nghe. Xin cảm ơn đối kháng một của hai tài hồi sinh. Do nhà tinh hoa. Chúng ta không. Cái bài đó khi lên sân khấu nó sẽ tuyệt vời như thế nào? Bên này bài gì ta? Không thấy để tên vậy? Fine. Không phải để tên gì hết. Trở thành những cố gắng, trôn lên những đắng cay. Gửi vào đêm hoang, con tim hao gầy. Cô đốt những nước mắt, cô đốt những trái đau. Tôi không biết bài này luôn.
cái cảnh này ở trên thread đó, tôi thấy ghép vô cái clip gì của EXO phải không ta? Của EXO hồi Ceremi. Clip debut của EXO phải không? Có mắc cười. Sula chip. Đã có lúc nước trắng để đến những ánh sáng. Rồi bài hay vậy. Đôi trai thật đêm ôm tôi trong lòng. Uốn nút những trái đông bất chấp những trái ngang. Trả lại thời gian yêu thương ban đầu. Cái bản phối này phối rất đơn giản luôn các bạn, tức là ít nhạc cụ, không phải là đơn giản nhưng mà là rất ít nhạc cụ bạn, để dùng cái bè nó tôn cái giọng hát lên, tôn cái vocal lên đó, đỉnh bạn. Biêu Long biết ngay. Đội này mạnh quá, đội này vừa có perform đỉnh nhất là vocal. Những người nhảy giỏi nhất, những cái vocal đỉnh nhất đều nằm bên này hết. Là bên này chỉ bị thiếu thôi, thiếu chứ mà không có, thiếu người làm nhạc thôi. Bên kia có nhiều producer không bên đây. Bên đây có mình Subin. Cường với Cây thì cũng, tức là biết làm nhạc nhưng không phải là chuyên producer. Bọn này quá mạnh luôn. Cây đội tóc bị lộ tóc giả. Subin gu thăm gu thời trang của Subin các bạn rất là xịn nha các bạn, tức là cũng cái concept đó nhưng mà Subin luôn có một cái gì đó mismatch để cho cái đồ nó đặc biệt hơn và rất là đẹp, mà rất là hợp luôn á, nhưng mà sinh ra để làm hoàng tử vậy. Nhắc mà nhớ, hôm qua tôi có coi trên TikTok có một cái kênh gì đó nó đi xếp hạng mấy cái vocal của anh trai trong gai. Tất nhiên là nó không, tôi không có nằm trong cái bảng đó, hiểu không? Để tức là tôi ý kiến để đừng nói là tại tôi sân si hay gì, nhưng tại tôi không bao giờ nằm trong cái bảng xếp hạng vocal đó hết. Xong rồi nó xếp mắc cười đó các bạn. Nó xếp đâu mà anh Phan Đinh Tùng á, nó xếp đâu đó thứ mười mấy các bạn. Trong khi các bạn biết là ở trong đây có những người ví dụ như anh Kiều đi, anh Bằng Kiều đi, ảnh còn phải nói nha, là anh Tùng hoặc là những người mà người ta làm lâu năm trong cái ngành thu âm á, bạn còn phải nói cái giọng anh Tùng là một cái giọng rất đặc biệt, có cả cùm, giống như là nó có compressor trong đó, tức là khi anh Tùng thu âm cái giọng nó căng mà nó đầy và nó tròn vành rõ chữ vậy nè đó. Tức là tôi không biết là mấy cái thằng admin đó nó là tiến sĩ âm nhạc hay gì không biết, nhưng mà nó, tôi cảm thấy là nó xếp hạng mà tưởng đâu là tiến sĩ âm nhạc các bạn. Những người ta lâu năm trong nghề, người ta còn phải nể cái giọng của anh Tùng nữa các bạn, mà nó dám xếp giọng anh Tùng thứ mười mấy. Ừ rồi xàm lắm bạn. Xong rồi nó xếp ai ấy ta,
ví dụ như nói chung là nói ra thì dễ đụng chạm đó, nhưng mà tôi chỉ lấy ví dụ là giọng anh Tùng thôi, là tôi thấy nói chung là mấy cái bảng mà xếp hạng mà của tự tự xếp trên đó, thà là nó ok để xếp hạng theo sự yêu thích của tôi, chứ còn vô mà thiệt, tôi nói thiệt tôi không thích các những cái trang mà vô mà cứ ngồi hả vô phân tích cái này là bị thiếu support nè, rồi cái này là bị gì bị cái gì ta, dướng mũi rồi lại gì quên mất bà nè, naso nè, rồi cái đi. Trời ơi, giáo sư âm nhạc không, tôi không biết, tôi chưa biết là ở trong, tức là tôi chưa biết là tôi đã từng thu âm chung với anh Tùng nhiều bài mà tôi hát với anh Tùng hai dòng mà đó, tôi biết không, khi mà giọng anh Tùng đưa vô thu âm một cái thì tất cả những người mà tôi từng, tại ngày xưa tôi ra phòng thu về những người tôi từng thu, tôi chưa thấy có ai có một cái giọng đầy vậy, mạnh vậy, và những người mà thuộc cây đa cây đề như anh Bằng Kiều còn phải khẳng định là cái giọng của anh Tùng là một cái giọng rất đặc biệt và hiếm có ở Việt Nam này. Còn tôi biết mà mấy ông thần đó là hả, tiến sĩ âm nhạc gì đó, tôi không biết đứng sau cái ạc lon mà muốn nói gì nói, không phải ạc lon, một cái avatar rồi muốn xếp ai xếp rồi chê khen lung tung. Ồ, cái suối đỏ đằng sau đẹp quá. Ồ, nó giống như cái cánh chim lửa không? Hay quá. Bè rất là được ơi. Thì đúng thật như Bằng Kiều đã nói thì không thể nhớ được. Tuy nhiên thì chúng tôi lại chìm đắm vào cảm xúc của thế giới song song mà các bạn đã mang lại. Hãy cùng giải thích với tất cả khán giả về thế giới mà các bạn đang tưởng tượng. Đối với nhà của chúng em, thế giới song song không có. Đối các bạn, tại sao tôi lại cười? Cái tóc của cây mất cười quá, nó đang giống như cái tóc đó lệch ra khỏi cái đầu đó. Cái tóc này là tóc giả giả nè, tóc giả thiệt, rất giả luôn á. Có ở đâu xa xôi hết, tô hai góc xanh có bên ngoài và bên trong, bởi vì thời gian có thể làm cho chúng ta càng ngày. Nhìn cái makeup tôi nhớ phim TVB hồi nhỏ hay coi quá à. Gọi là gì ta, thấy hay có mấy phim ngày xưa có phim gì mà cô mau á đó, hay là phim là Nghĩa Nặng Tình Thâm đó, Gia Hảo Nguyệt Viên rồi đó, hay có mấy nhân vật mà đánh cái môi bóng xong hai con mắt nó xanh càng khôn lớn hơn. Đôi lúc xù xì bởi vì những nắng mưa, bởi vì những trải nghiệm trong cuộc đời. Nhưng mà thật ra bên trong, nhưng chi sơ thì đánh giữa là bổ thiện. Thật ra bên trong của chúng ta, những tâm hồn luôn dễ thương và đáng yêu như thế này, luôn trong sáng như thế này. Nên phút cuối, tất cả các anh em đều cởi lớp bọc của mình ra hết, để cho thấy được 10 anh em trên này đều là những tâm hồn rất là đáng yêu. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ cho tiết mục file của nhà em. Tôi chỉ xin đính chính thêm một chút là thế giới bên trong của chúng ta hay thế giới song song của chúng ta là thế giới tồn tại đôi khi của tinh thần và vật chất và tinh thần luôn đi. À, cái dòng này chủ đề là thế giới song song, cho nên là hồi nãy là một cái hình tượng nó rất là ma mị, xong sau đó lột ra một cái áo trắng là thánh thiện á. Đôi với nhau, nếu như chúng ta vật chất mà không có tinh thần đầy đủ thì thế giới đó cũng chưa phải là hoàn mỹ. Chúng ta có tinh thần mà vật chất chúng ta nghèo khổ thì chúng ta cũng không thể nào hoàn mỹ được. Cho nên thế giới song song cứ tưởng nó không bao giờ gặp nhau, nhưng hai thế giới đó tồn tại song song nhưng cùng chung một mục đích, đó là làm cho cuộc sống đẹp hơn, tươi hơn và mới hơn. Vâng, và hôm nay thì phần biểu diễn của nhà Tinh Hoa đã làm cho sân khấu này đẹp hơn, đã làm cho tất cả khán giả cảm động hơn và được hòa vào thế giới song song của các bạn. Bài vocal này là chủ nhóm là anh Bằng Kiều và Subin cùng lo cho bài hát này mọi người. Cho một tràng pháo tay cho anh Bằng Kiều và Subin luôn ạ. Tôi Bằng Kiều nói gì không? Ca khúc này là một ca khúc mà chúng tôi rất là khó khi mà phân chia làm sao đấy để tất cả mọi người, những người hỗ trợ cũng như những người hát chính đều có những điểm sáng của riêng mình. Tôi nghĩ điểm khó nhất trong phần thế giới song song này đó là có rất nhiều anh tài ở đây, mỗi một người sẽ có những tưởng tượng riêng về thế giới của mình, nhưng làm sao để họ đồng nhất
trong một tác phẩm đều khó. Và chúng ta sẽ một lần nữa cảm ơn nhà Tinh Hoa với những phần trình diễn mà họ vừa thể hiện trên sân khấu. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng... Thì cái bảo là anh thích bài 7X nhất. Thì thật ra thì từ đầu chương trình tới giờ thì anh bị bệnh rất là nhiều công, cho nên là công này thật sự là anh thấy công này anh sức khỏe nó khỏe hơn rất là nhiều rồi, cho nên là anh muốn được hát nhiều hơn. Anh muốn được thể hiện cái giọng hát của mình ở một cái gọi là cái mức mà tốt nhất của mình từ đầu chương trình tới giờ. Thì anh muốn lựa một cái bài hát hơi khó, đó là bài If. Mình cũng không thường hay hát những cái bài hát mà kiểu như là nó hơi có cái dạng mà hơi khó hát kiểu này, tại Phúc hát toàn ballad nhẹ nhàng kiểu dễ nghe thôi. Thì đây cũng là một cái thử sức của mình luôn. Đâu anh mà thì hát quậy nhất rồi thì không thì nó thấy nó hơi luôn. Nó hơi nó vẫn là cùng thì chắc không luôn rồi. Cũng là phải diễn gì quá nhiều hết, tất cả mọi thứ nó là cảm xúc của em. If. Trời đông vậy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ủa là hát nguyên nhóm luôn hả? Ồ, cái title đẹp quá. Hình như cái này là của một bạn tên là cái gì Trà Đá, Hà Trà Đá. Ờ đây nè, Hà Trà Đá phải không? Bạn nào á? À không phải, Hà Trà Đá là Aren hả? Tôi thấy có một bạn nào trên thread nhận là cái design này là của mình á. À Hà Trà Đá là Thu Âm. Có nhạc. Cái đó hay quá, cái đó hay quá. Cái đó làm hay quá. Ôi, cái đó khó nha các bạn. Cái động tác đó khó lắm á. Tại vì trừ các bạn để If I was seen tùm húp là cái phải đúng nhịp rồi, tức là phải đưa rất là nhanh luôn á. Coi lại nè, là vừa đúng cái nghe cái trống là cái chân Khánh nó đạp đất nè. Trời ơi, tôi đâu có cái gì có cồn đâu mà sao cảnh báo tôi có alcohol vậy? Chắc cầm này tôi uống gì vậy? Coi nè. Đó, thấy không? Bin quên để tay. Bin quên để tay. Bin gì quên để cái tay xuống. Cũng hay quá. It's back nữa. Nếu em có
cho anh Đạt đỉnh ra. Con Đạt à, con Đạt à. Cái trượt đó nó không khó bạn, cái thắng nó mới khó bạn. Thắng không kịp là xuống sân khấu luôn á. Ghê. Chuyện hay quá. Cái mà anh Luật sao horror quá ta. Là anh cố tình anh diễn vậy hả? Dạ, Thiếu Nhi. Tôi vẫn chưa hiểu lắm cái concept ạc của cái này kiểu. Tức là coi thì thấy hay á, thấy kiểu đẹp á, nhưng mà vẫn chưa hiểu ý nghĩa là Khánh nó luôn diễn. Khánh nó diễn kiểu như là có một ai đó điều khiển cái bàn tay nó tự đánh nó. Nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu lắm là cái ý đồ này như nào. Xin chúc mừng các bạn. Để coi giải thích rồi. Xin chúc mừng Khánh mà này xuất sợ, xuất gọi là sao? Xuất thần nha. Anh bắt tay Duy Khánh. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Diễn bằng cả sinh mạng. Tất cả anh em của nhà Thiếu Nhi đã đưa chúng tôi vào một câu chuyện hoàn toàn bất ngờ. Tôi với tư cách một khán giả dưới kia, nếu như chúng ta nhắm mắt lại, tôi thấy các bạn đã thể hiện được vô cổ. Nếu như tôi mở mắt ra, tôi lại được các bạn đưa vào một không gian hoàn toàn khác. Điều đó có nghĩa là các bạn đã đạt được cả hai mục đích trong bài hát này. Bây giờ tôi sẽ để cho các bạn nói về ý tưởng, về concept thực hiện bài hát này với tất cả khán giả. Thật ra đến với vòng công diễn lần này thì chủ đề của chúng ta là thế giới song song. Thì ca khúc If này nó cũng nói về một thế giới song song mà luôn tồn tại trong con người chúng ta. Nó là những nỗi đau trong quá khứ, những niềm vui trong quá khứ và những cái chữ giá như mà bất kỳ ai trong con người chúng ta cũng luôn luôn kìm nén nó trong cơ thể của mình. Cái chữ giá như để nó làm cho chúng ta nó khơi gợi lại những cái nỗi đau mà không phải ai cũng muốn đón nhận nó, và thường cách nhanh nhất chúng ta muốn đẩy nó ra xa. Nhưng rồi cho đến cuối cùng chúng ta vẫn nhận thấy là những nỗi đau đấy, dù nó có làm chúng ta day dứt đau đớn như thế nào, thì nó vẫn sẽ ở bên cạnh chúng ta, tồn tại xung quanh chúng ta để nhắc nhở cho chúng ta biết là chúng ta sẽ cần phải trân trọng, biết cách thấu hiểu nó, cảm thông với nó hơn, để mà từ đó tự cảm thông và thấu hiểu với chính bản thân mình, thì để chúng ta có được những câu trả lời xác đáng hơn. Và ngày hôm nay thì câu trả lời đấy là câu trả lời của nhân vật chính hôm nay, Duy Khánh ạ. Anh sẽ nhường lời lại cho Duy Khánh. Anh nói về cảm xúc của em lúc này. Ban đầu thì em tự tin lắm, tại vì em nói diễn viên thì cũng là cái công việc của mình, thì mình làm nó cũng sẽ dễ dàng, nó cũng sẽ tốt hơn so với lại ca hát. Cho đến khi mà em nghe các anh tập cái bài hát này á, lúc đó em mới thấy là ôi, nó có quá nhiều cảm xúc. Và cái cảm xúc mà động lại trong em vào ngày hôm nay, em có nhiều cảm xúc khi biểu diễn ở đây á. Nó là if, là nếu như mà em có được quay trở lại hỏi em rằng em có dám làm những cái động tác khó
và em biết chắc rằng nó sẽ xảy ra tai nạn, thì em có lặng không? Câu trả lời của em vẫn luôn là có. Tại vì đó là những trải nghiệm rất đẹp của em. Em yêu những cái trải nghiệm đó, cho dù nó mang lại một cái kết quả như thế nào nữa, thì ít là nếu có quay lại, em vẫn sẽ chọn làm với những gì mà mình đã từng làm. Dạ không? Dạ thật ra thì nếu không phải là Khánh thì là em. Nhưng mà anh cũng đang đi hỏi điều này đấy. Khi em nghe cái bài hát này em cảm xúc lắm. Em có xin nhưng mấy anh em nói tụi em lại anh Luật ơi. Tụi em lại anh Luật ơi. Anh biết là tại sao họ nói câu đấy rồi. Dạ. Bởi vì là Khánh thì sẽ tạo ra cảm xúc rất lắng như vậy. Nhưng nếu em mà cũng khóc cũng mùa như thế thì anh không biết mọi người ở dưới có khi lại cười. Đúng không ạ? Đây. Đây là bài mà tôi thích nhất trong cái tập này. Thì thật ra tại sao tôi thích là tại vì bài này tôi biết từ hồi lúc mà mọi người còn tập nhảy rồi. Mọi người tập nhảy là tôi vô tình tôi đi tập thì tôi tập kế bên phòng mọi người. Thì tôi rất thích cái bản phối và lại cái vũ đạo bài này. Mà bản thân tôi cũng thích bài này nữa. Bài này hồi xưa là lúc Hoàng Thùy Linh hát là đã thích rồi. Sau này tới Kiều Anh hát, Kiều Anh đang thi Chị Đẹp á, ca nương Kiều Anh nó hát một lần nữa cũng rất thích luôn. Xong bây giờ được coi lại bản này nữa. Mê. Cái vũ đạo bài này á là tôi chưa coi bản sân khấu nha, nhưng mà tôi coi trong phòng tập tôi rất thích luôn các bạn. Cái kiểu dựng của Đăng Quân là bạn biên đạo á, kiểu dựng rất hay luôn. Như cái đàn X-Bass này là cây giết hết luôn á. Hay quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bạn phối hay quá. Let's go. Trời ơi, cái đó là quay bằng FPV các bạn, là cái con ấy, con drone ngầu vãi. Cái chỗ này á, tại vì đang để spotlight cho Strong á, nhưng mà cái chỗ này á, cái vũ đạo, bạn nhìn vũ đạo đằng sau của mấy người kia ngầu lắm. Nó sẽ là, nó không phải là cái nhịp bằng 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 mà nó là bằng hay lắm. Coi mà bạn nhìn mấy người đằng sau nè. Nhìn nè. Đó, tức là đỉnh vãi. Cực kỳ thích cái vũ đạo chỗ này luôn. Nhìn anh chưa thấy Vinh á. Đó, cái chỗ này full step rất đỉnh luôn. Là bằng là qua, đá hai chân qua xong hai chân về, tức là nó là bằng ta tạch. Bằng ta tạch tành, tức là quay người xong đá hai chân qua xong đá chân về. Full step. Ngầu quá. Chúc mừng các bạn. Thế này mới gọi là trình diễn. Xin mời các bạn. Tại sao đánh bài này á, là tại vì tôi lúc mà tập bài này là tôi có lên chơi nè. Là lúc đó tôi đang, lúc đó bị loại rồi, xong rồi vô tình thấy mọi người đang tập kế bên nhảy qua chơi. Xong có lên chụp hình cái mọi người tưởng là tôi có trong công năm á. Một pha trap kéo dài 2 tháng. Và các bạn đã đem đến một không khí hoàn toàn sôi động. SP có thể chia sẻ một chút xíu về ý tưởng của tiết mục nhà mình không? Xin chào các bạn. Thật ra là tôi nghĩ cái bài này đơn giản là bộ form thôi, không cần quá nhiều ý nghĩa câu chuyện nữa. SP đến bêu đến hoa. Ôi. Đối với chúng em, thế giới song song không đâu xa lạ, đó chính là nội tâm của chúng ta. Và với bài diễn rơi này, nhà chúng em, Tinh Hoa, mọi người đã đem đến mỗi người một nỗi buồn thật đẹp. Và bởi vì chúng em nghĩ rằng khi chúng ta trải qua nỗi buồn thì chúng ta mới hiểu được giá trị của hạnh phúc. Yes. Tiếp nha, tua qua nha các bạn, tại vì coi lâu quá tôi sợ supply á, tại vì hôm nay quên đăng ký tác quyền rồi, cho nên mình tua nhanh nha. Ai muốn xem full thì cứ qua xem mấy cái tiểu phẩm qua bản full nha. Bây giờ mình coi cho ấy luôn. Bay. Full team. Công tin đàn ông. Dì Lệ bắt chước cái này. Hồi xưa Dì Lệ đi diễn có bao giờ vậy đâu. Mình đặt cái giờ đi diễn cái này nữa. Rocker. Cho bao nhiêu bước chân đêm nay dùng đi nhẹ nhàng. Cho bao nhiêu đắm say đêm nay mong anh đừng vỡ tan. Thoát ra là thanh thang. Chút hết đi lòng hoang mang. Ngoài ánh xanh hồng màu tím vàng. Đừng quên đi bao nhiêu. Ê, coi nè. Coi nè. Thoát ra là thanh thang. Chút hết đi lòng
lòng hoang mang. Ngoài ấy xanh hồng màu tím vàng. Xanh nè. Cái đèn á, những cái đèn background nè. Chút hết đi lòng hoang mang. Ngoài ấy xanh hồng màu tím vàng đó. Ngoài ấy xanh hồng màu tím vàng. Ôi, tôi cảm giác cái bài này nó vô là cái hệ của Kim Anh luôn á. Kim Anh hát nó là kiểu sao ta, giống như là bài này được sinh ra cho Kim Anh vậy á. Kim Anh hợp mấy cái bài gì mà nó slay, mà nó phô diễn ra cái giọng, rồi kiểu tức là cái gì mà bung lụa là rất là hợp với Kim Anh nha. Hay quá, flow hay quá. Cái này chắc là Ram viết cho Phát rồi. Có một cái tiếng bè chầm chầm của ai ta, có tiếng đạt cái kiểu bè hay quá. Hát không rap, không rap, hát không hát, nó kiểu nó hơi melody rap, hơi thật ra nó vẫn là rap nhưng mà cái chữ cuối nó làm giống như là hát ấy. Rồi sau có tiếng bè, cái tông trầm của anh đạt vô nghe nó rất là hay, kiểu lạ. Đoạn rap nó hay quá. Cái tông gì vậy? Tông đọt dừa. Ê, cái style này rất hợp với Kim Anh luôn á. Tức là Kim Anh kẻ mắt kiểu này, xong rồi để tóc ngắn, xong rồi kiểu mặc đồ nó tu rua rất hợp với Kim Anh luôn á. Kim Anh không nhất thiết là cứ phải đổi tóc giả hoài đâu. Cái style, cái make up này rất hợp với Kim Anh luôn. Tệ đâu. Ghê à, B-boy à. Cái nhạc này ai làm, đoạn này hay, ai làm hay quá. Cái tiếng ta 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 ta. Cái đoạn drop này hay quá. Yeah.